quả gì có thể khiến cú đấm ngàn cân của mình không thể phá hủy nổi được đây? Quả táo. Quá là vô thường, nát biết luôn. Độ khó 0/10. Quả gì đây? Quả táo tàu. Vẫn không biết hết sạch luôn. Độ khó 1/10. Quả gì đây? Quả liễu. Chắc quả này là ghê gớm nhất này. Nhập. Quả này mình đúng quả này. Quá khủng khiếp. Độ khó 0/10. Chưa có loại quả nào có thể khiến cú đấm ngàn cân của mình không thể chinh phục được nổi. Là cực đi. Mong anh xếp. Cảm ơn em đã quan tâm nhá. Chúc em và gia đình sức khỏe và bình an. Cả cây gừng, cả lá gừng của em đây nhá. Thử thách ăn hết lá của cây gừng này. Quả gì có thể khiến cú đấm thép của mình không thể phá hủy nổi được đây? Quả cam. Nát bét luôn. Quả đấy. Quả gì đây? Quả hồng xiêm. Quá khủng khiếp. Quả đấy. Mình ăn hết nhá, không các bạn này bảo nó bỏ đi nó phí. Quả gì đây? Quả la. Quả này chắc là ghê gớm nhất rồi. Chưa có loại quả nào có thể khiến cú đấm thép của mình không thể phá hủy nổi. Lá cóc đi. Mong anh giúp em. Cảm ơn em đã quan tâm. Chúc em luôn hạnh phúc. Đây, nguyên cả một cái cốc của em đây nhá. Tặng em nguyên cái cốc này. Đây nhá, lá cóc của em. Lá cóc của em ăn rất ngon. Chua chua chất cát. Đây nhá, anh em TikTok nhá, anh em YouTube nhá, cứ bảo là cây ớt cảnh này không cay nhá, không cay gì đến gặp An Khang TV này. Nhìn nhá, cả một loạt ớt cảnh quay này trong này, vừa cảnh vừa ăn nhá, anh em thấy chưa, nhìn này. Và không cay nhá, kỷ niệm cho anh em một phát này, nhìn thấy chưa. Nhìn này, kỷ niệm cho anh em một phát, 2, 4, 6 quả, ăn một phát 6 quả ớt này luôn nhá. Đừng có bảo là không cay nữa nhá, nhìn này. Quả gấp đi anh. Ok, cảm ơn em nhá. Chúc em sức khỏe và bình an. Đấy nhá, quả gấp của em đây nhá. Quả gấp chín đỏ chót luôn. Tặng em quả gấp này về để nấu xôi nhá. Cú đấm sức mạnh của mình có thể phá hủy được quả gấp này không? Đã biết hết rồi. Thôi không nấu xôi được nữa mất ấy. Xin lỗi em nhá. Định tặng em để nấu xôi nhưng mà thôi anh đấm nát biết hết rồi. Chưa có loại quả nào có thể khiến cú đấm của mình không thể phá hủy nổi. Lá cam của em đâu? Ok em. Không những có cả quả, cả lá và còn cả cây cho em nhá. Cả cây cam này dành tặng em đây. Đây nhá, lá cam của em đây nhá. Nhớ. Thử thách ăn lá cam. Cú đấm sinh tồn của mình không thể chinh phục được loại quả gì đây? Quả gì đây? Quả hồng ngâm. Nát bét luôn. Còn mỗi cái nịt. Độ khó 0/10. Quả gì đây? Quả dưa chuột. Nát bét luôn. Độ khó 1/10. Quả gì đây? Quả quýt. Nát bét luôn rồi. Độ khó 1/10 lốt. Chưa có loại quả nào khiến cú đấm sinh tồn của mình không thể phá hủy được nổi.
cú đấm sức mạnh của mình có thể phá hủy được loại quả gì đây? Quả gì đây? Quả chuối xanh. Quá khủng khiếp. Nát luôn chuối xanh. À, cay quá. Quả gì đây? Quả xoài. Nát luôn. Ngọt đấy. Để tiến tiếp. Quả gì đây? Quả lê. Quả này là chắc là ghê gớm đây này. Cứng đấy. À, rất cứng. Giật nát luôn rồi. Chưa có loại quả nào có thể khiến cú đấm sức mạnh của mình không thể phá hủy nổi. Ná trầu không đi anh. Tất cả em ơi. Đây nhá, tặng em nguyên cả một cây ná trầu không anh nhá. Và nhớ một quả hạt trầu. À quên, nhớ một quả câu. Và nhớ một quả câu nhá. Chị khách chủ nhà chị ná được không nhá. Nè thằng em à, hai ná luôn nhá. Nhớ về mua câu ăn thêm cho nó ngon. Không, ăn rất chát và đắng. Ăn TV.